Nghệ sĩ nhân dân Hệt Lê Thủy hé lộ cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình ở Úc, nữ nghệ sĩ cũng tiết lộ điều tiếc nuối khi sống xa xứ những ngày đầu năm. Nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy cùng con trai Dương Đình Chí rời Việt Nam để sang Úc đoàn tụ cùng với người thân. Ở xứ chuột túi, giọng ca Xin một lần yêu nhau, thích thú khi có dịp hồi ngộ cùng con cháu, bà dành nhiều thời gian cho gia đình và tận hưởng kỳ nghỉ sau thời gian dài giãn cách. Dự kiến mẹ con nữ nghệ sĩ sẽ về nước khoảng 4 tháng nay. Tiết lộ về cuộc sống ở nước ngoài, nghệ sĩ cải lương bồi hồi. Ở đây, cái gì cũng có hết, nhưng không khí Tết không bằng ở Việt Nam. Bên đây không có chợ hoa, cảnh người tấp nập mua đồ, sum tụ như ở quê hương. Tôi thấy hơi buồn, nhưng cũng quen rồi. Dù vậy, những người ở xa quê đều chuẩn bị Tết, nấu ăn rất vui. Dù vàng bóng trong các show diễn đầu xuân, nhưng bà cho biết sẽ thường xuyên xuất hiện trên YouTube để cập nhật đời sống ở hải ngoại, được sự hỗ trợ của con trai, nữ nghệ sĩ đưa khán giả viếng thăm ngôi chùa thắng cảnh nổi tiếng tại Úc. Chia sẻ nhiều điều tiếc nuối khi ăn Tết xa xứ, tri âm tri kỷ của nghệ sĩ nhân dân Minh Phương dì dòm cho biết, năm nay tôi không được gặp khán giả, không được lì xì cho các con cháu ở Việt Nam, Lê Thủy có con nuôi nhiều lắm nha. Chỉ riêng các thành viên trong chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ đã đông rồi thêm ở miền Tây, từ Sài Gòn đến Cà Mau, từ miền Trung đến miền Bắc, con nuôi tôi rất nhiều, năm nay tôi xin nhiều lì xì, năm sau sẽ bù lại. Đồng thời, bà cũng bộc bạch về mong ước trong năm mới, cầu cho dịch bệnh qua mau để cuộc sống bình thường trở lại, tôi hy vọng sẽ sớm đi hát, phục vụ khán giả gần xa. Về phía Dương Đình Chí, nam ca sĩ mong có nhiều cơ hội để thực hiện những video du lịch cùng mẹ. Tại mỗi địa danh, cả hai không chỉ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ mà còn cùng chia sẻ những điều thú vị đến với khán giả. Trong cuộc phỏng vấn với Thanh Niên, Dương Đình Chí từng bày tỏ hạnh phúc khi được cùng mẹ thăm các anh chị em ở Úc sau thời gian dài xa cách. Do dịch bệnh phức tạp, gia đình ở bên Anh trì hoãn để đoàn tụ nhiều năm qua. Ngay sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, nam ca sĩ đã đưa mẹ xuất ngoại để về ăn Tết du lịch. Theo con trai nghệ sĩ Lê Thủy, ở thời điểm hiện tại bà hạn chế nhận show để đảm bảo sức khỏe và an toàn mùa dịch. Dù đã ngoài 70 nhưng giọng ca, vợ máu nhuộm sân chùa vẫn đắt show, liên tục được mời đi hát tại nhiều chương trình, sự kiện trong và ngoài nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.